tận hưởng ngôi nhà mới mà không mất quá nhiều thời gian. Quang Huy hôm nay xin tư vấn cho các bác. Để tối ưu hóa thời gian xây nhà trọn gói mà vẫn đảm bảo chất lượng, có một số giải pháp mà các bác có thể áp dụng. Một, kế hoạch trước. Bắt đầu với một kế hoạch xây dựng chi tiết và cụ thể. Điều này bao gồm việc nập nịch công việc, xác định nguyên liệu và vật liệu cần thiết và chuẩn bị đầy đủ trước khi bắt đầu dự án. 2. Sử dụng nhà thầu chuyên nghiệp. Lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực xây dựng. Họ có thể giúp bạn hoàn thành dự án một cách hiệu quả hơn thông qua kỹ năng, quy trình làm việc chuyên nghiệp và mạng lưới nhà cung cấp. 3. Xác định mục tiêu rõ ràng. Định rõ mục tiêu xây dựng, kế hoạch thiết kế và các yếu tố quyết định như kích thước, kiểu dáng và các yêu cầu cụ thể. Điều này giúp tránh sự thay đổi không cần thiết trong quá trình xây dựng. 4. Sử dụng công nghệ và vật liệu hiện đại. Công nghệ xây dựng hiện đại và vật liệu tiên tiến có thể rút ngắn thời gian xây dựng. Ví dụ, việc sử dụng bê tông chuyển nhanh hoặc các hệ thống xây dựng tiền chế có thể giảm thiểu thời gian cần thiết. Công nghệ U-beam là một giải pháp thi công tuyệt vời nhanh mà lại được bê tông đổ nguyên khối chất lượng cao. Nó giúp giảm được 50-70% thời gian thi công tại công trình. Các giải pháp tường lắp ghép cũng làm giảm thời gian thi công. 5. Kiểm soát chất lượng. Theo dõi chặt chẽ quá trình xây dựng để đảm bảo chất lượng công việc được thực hiện đúng tiêu chuẩn. Điều này giúp tránh việc phải sửa chữa sau này và tiết kiệm thời gian. Cố gắng kiếm những loại vật liệu hay công nghệ được sản xuất tối đa ở nhà máy và giảm thao tác thi công trực tiếp tại công trường, giúp kiểm soát được chất lượng công trình. 6. Tối ưu hóa tài nguyên. Sắp xếp và sử dụng tài nguyên như lao động, nguyên liệu và thiết bị một cách hiệu quả nhất để tránh lãng phí và tăng tốc trong quá trình xây dựng. 7. Giao tiếp hiệu quả. Đảm bảo có sự giao tiếp tốt giữa các bên liên quan, từ chủ đầu tư đến nhà thầu và công nhân. Sự hiểu biết rõ ràng về mục tiêu và yêu cầu cụ thể giúp mọi người làm việc theo hướng mục tiêu chung. Nhớ rằng, việc tối ưu hóa thời gian xây dựng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giữ vững chất lượng công việc. Đặc biệt, khi tối ưu hóa thời gian xây dựng cũng làm giảm chi phí đầu tư và gia tăng lợi ích kinh tế tổng thể của dự án. Hãy luôn tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia và nhà thầu có kinh nghiệm để có một quá trình xây dựng thuận lợi và hiệu quả.